69 trên đường. Xin chào anh nhá. Chào tất cả anh em nhá. Rồi chúc cho đấu trường 79 của anh ngày hôm nay thành công tốt đẹp nhất. Em nhá. Dạ, vâng. Và chia sẻ cùng tất cả mọi người ngày hôm nay thì Dũng cũng đã có mặt tại câu lạc bộ Trà Mào thị xã Đông Triều. Đấy, đấu trường 79 mừng sinh nhật lần thứ tư của mình. Và cũng chia sẻ với tất cả mọi người mừng sinh nhật lần thứ tư của mình là anh Nguyễn Lương Khởi, chủ tịch câu bộ, cũng đã đứng ra tổ chức một giải đấu trên khuôn khổ là 79 đồng và số vé đóng tiền đầu đồng là 2 triệu đồng trên một đầu đồng. Và cơ cấu về giải thưởng, giải nhất xe UEFA, giải nhì xe đạp điện và hai giải ba cũng là xe điện nhưng mà giá trị nó khác nhau. Sau khoảng thời gian tham gia thi đấu từ lúc 9 giờ bung áo lồng và đến thời điểm này đội giám khảo Hà Nội 79 năm nay đây tôi 70 xuống đây cho các bạn anh Nick Chu Minh Nguyễn dẫn dắt và điều hành cùng với 4 vị giám khảo chấm phim ngày hôm nay. Và cho đến giờ phút này sau 2 tiếng 10 phút tất cả những chương trình trên dàn đã vào top 30 và đang chạy top 20 mọi người nhé. Và sau khi mà vào top 20 thì top 30 thì cũng đang lựa chọn ra mấy 20 chương trình tốt nhất để vào giải đấu ngày hôm nay. Thì Dũng sẽ quay lại màn hình để chia sẻ về cái điều này đối với tất cả mọi người đang xem mọi người nhé. Không trúng xoài. Ở mặt đấu 2 này mình sẽ xuống like anh em nhé. Để giúp máy sẽ giúp cháy sẽ like mặt bên này. Vâng. Anh em nhá. Đấy, Dũng cũng đang nhờ anh Khanh để mượn máy tại vì Dũng không kịp. Thì mình sẽ xuống like. Không kịp cầm máy. Anh em xem mặt đấu 2 thì nó tương giúp cháy nhá. Đúng thứ 2 lần nữa lên được. Ché rồi, gỡ điểm rồi. Con đấy mà vào chung kết là ché làm phát liền luôn. Đâu gọi là sát thủ. À, 79 vừa lẽ có gãi xỉa nhưng mà đã bật ché. Đâu hết giờ. Hết giờ lại mong tít. Quá dã man. Xong rồi là top 20 rồi đúng không? Chọn một chiến binh cuối, lần cuối, con mọi người. Mấy chọn thời điểm đấy. Xong rồi, mày đứng mới làm hết. Vâng. Hay xong rồi. Tao hết rồi đúng không? Thôi xuống mặt bên này cho đứng nó lại. Vâng, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người. Cũng rất là mệt mỏi trong quá trình mà di chuyển cả đi lẫn về là 1.200 km. Thì hôm nay Dũng cũng tham gia 3 chiến binh trên dàn luôn. Tham gia để đóng góp cái tinh thần cũng như tất cả mọi chú chim của mình để ủng hộ cho câu lạc bộ Đông Triều. Có em 78 và 46 đang có vấn đề thay đổi. Vâng, và trước màn hình của chúng ta thì cũng có nhận thấy 1, 2, 3 chim gãy xỉa rất nhiều. Gãy xỉa 78. Gãy xỉa 40. Rất nhiều chim gãy xỉa và Dũng nghĩ vòng thi đấu này hạ tương đối nhiều chim. Và thời tiết ngày hôm nay chia sẻ với anh em là trên sân rất là lạnh. Rất lạnh luôn. Rất lạnh và có gió. Đấy, anh em để ý tất cả những anh em bên kia đang live stream cũng như là đang ngồi xem chim của mình để tham gia thi đấu thì cũng rất là lạnh. Đấy, và đến thời điểm này thì Dũng nghĩ là tất cả những chim cũng đánh rất tốt và gồng rất tốt. Thì đó là cái điều mà cũng là ok đấy, bởi vì thời tiết ngày hôm nay chỉ tầm khoảng 16-17 độ thôi mọi người. Còn em ạ, chắc chắn còn, nhưng mà tất cả chim của Dũng là ở bảng bên kia. Ở bảng bên kia mọi người nhé. Xin chúc mừng,
20 thủ sinh còn lại đạt top 20 hội viên. Vâng, và rất cám Mộc Quân Vương cũng như sát thủ đã vào top 20 ra hai hàng mọi người nhé. Rất chám số bát danh 77, Mộc Quân Vương số bát danh 13 phạm vào lỗi và trực tiếp sát thủ là số bát danh sát thủ là số bát danh 79 phạm vào lỗi trực tiếp rồi. Phu top 20 là phải có Phu. Vâng, Doãn Đức Khang có alo chống cháy là, hiện tại chống cháy đang live stream nên không nghe máy được mọi người ơi. Và trận đấu ngày hôm nay thì cái mục tiêu của Dũng là mong muốn là chiến binh sát thủ Tô Đất Huế sẽ có thành tích ngày hôm nay, thì tất cả ba chú chim là đã ra hàng thì Dũng cũng rất là vui và cũng tạm thấy là thành công. Bởi vì sao? Bởi vì Đất Trám và Mộc Quân Vương vòng đi vòng lại là 1.000 km đấy, và sát thủ thì cũng mới ra thôi, tuần trước đánh rồi, tuần trước đánh ở Thái Nguyên rồi mà tuần này chưa tiếp thì nó cũng gồng được như thế quá là ok rồi. 13 đây mọi người, 13 đứng đằng sau 01 đấy. Đã bị lấp số bát danh, Dũng xin đọc số bát danh thứ tự từ bên tay phải sang cho mọi người xem nhé. 80 01 46 95 88 79 87 78 36 85. Và bên kia màn hình của chúng ta bắt đầu từ bên tay phải sang 50 13 06 69 59 61, 57 70 77 và 33. Đó là 20 chú chim trên dàn và áp dụng theo tiêu chí của Hiệp hội Chào Mừng Miền Bắc. Hội giám khảo Hà Nội có 2 chim ở 2 đầu biên để cho những chú chim trên dàn tham gia thi đấu không thiếu mặt đấu. Đó là cái tiêu chí của miền Bắc cũng như là tất cả những anh em giám khảo áp dụng. Giải đầu lồng vé 2 triệu đồng và 79 chú chim tham gia. Cơ cấu giải thưởng, giải nhất là xe Way Alpha, giải nhì là xe đạp điện, hai giải ba cũng đồng xe đạp điện nhưng giá trị khác nhau đấy. Và 10 giải, 6 giải phút, 6 giải top 10 là mỗi giải 4,5 triệu đồng, 10 giải top 20 là 3,3 triệu đồng, 10 giải top 30 là 2,2 triệu đồng. Và anh Trương Thanh ở Chiến Linh có ủng hộ 1 tiếng ché vàng trị giá 500k cho chú chim nào cất tiếng ché ở top 10 vào chung kết. 70 đang cái độ đứng đứng về cầu ngỏ. Hiện tại là Đất Trám đang đứng đối diện với 36 nhé, mang số danh 77. 59 đang cái độ lần 1 về nhịp dừng đứng. Đất Trám vào hai hàng thì nó là nghệ sĩ nhân dân rồi anh em ạ. 78 về nhịp dừng đứng bong, nó mới thoát chết vòng trước đấy. Đấy rẻ 50, úi dồi, nó mới giật. Mộc Quân Vương thì đứng sau 01, giữa cột của chúng ta 79 là sát thủ ở cái lồng sinh ấy anh em. Lại cạnh người ba, lại cạnh người ba. Anh điều hành rất là vui tính. Là 1.000 anh em, 1.000 anh em cho Dũng xin một tim, một like, một chia sẻ nhá, ủng hộ cũng như cổ vũ cho tất cả những chú chim trên dàn và dành cho tất cả những người anh em ở các khu vực khác nhau để chúng ta được tham gia, được nhìn xem một trận đấu cũng khá là hay anh em nhé, một trận đấu khá là hay. Mộc Quân Vương hiện tại đứng trước màn hình của chúng ta bên đối diện với 01 cũng đang ra phách thủ rất ok đấy. Và Đất Trám bên này bên kia đứng sau 36 thì cũng vậy, cũng đang rút. Dũng cảm giác gần như bây giờ trên dàn là có hai chú chim đó nhảy thôi ạ. Đấy, 79 thì trước cột của chúng ta cũng vậy. 85, đường dỗ 70, 59, không đẹp. Còn trong mỗi cuộc chơi thì không ai có thể là biết trước điều gì đúng không anh em? Không ai biết trước điều gì, bởi mỗi một vòng đấu là một cái sự khác biệt. Đấy, tuy nhiên con chim nó cố gắng nó gồng gánh được đến tầm này là Dũng cảm rất là vui. 95 dừng đứng. Alo.
mọi người xem Nai nhớ ủng hộ Dũng một tim một Nai nhá. Cái tim cái Nai này không phải là Dũng dành cho bản thân Dũng cũng như là Dũng được tiền của nhà mạng Facebook hay là YouTube hay như nào cả, bởi vì YouTube Dũng cũng bỏ 5 tháng nay Dũng không làm, và Facebook thì anh em biết rồi. Không phải đơn giản để mà kiếm được tiền ở cái live cái view của anh em đâu. Đấy, và Dũng chỉ làm trên tinh thần giao lưu và trên tinh thần mong anh em thả tim đợt này làm sao để cho cái luồng phát sóng của mình nó được uy tín, để cái nhà mạng của Facebook người đánh giá là cái live stream của mình nó là ok, nó là chuẩn, người thật và mắt xem thật, nó không bị ảo, nó sẽ không bị spam. Đấy là cái điều mà Dũng rất mong anh em là có thể giúp Dũng vào cái điều đó. Đấy, chứ không phải là như nào cả anh em ạ. Những anh em nào mà còn biết về mạng Facebook này, anh em có thể hiểu về cái điều Dũng nói. Vâng, 36 cấp tiên ché nhưng chưa ra hai hàng, chưa ra top 10 thì chưa được giải thưởng 500k anh em nhé. 8 8 5 9 7 10 7 8. Ủa, toàn hàng xóm đuổi tao đi à? Toàn hàng xóm. Anh em xem nhớ là thả tim thả like cho Dũng nha anh em nha. Cổ vũ cho ba chiến binh còn ở trên giàn. Một con bươn được di chuyển ở trong. Anh em nào ở ngoài nhìn Chu nhá, con nào quá yếu thì sẵn sẵn một con ra nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn 1.000 anh em đang xem. Chúc cho tất cả anh em luôn nhiều sức khỏe, luôn nhiều niềm vui. Và cảm ơn tất cả những người anh em đã bình luận cho Dũng, nhưng Dũng chưa kịp để tương tác với anh em, thì rất mong là anh em hoan hỉ cho Dũng anh em nhé. Anh Dũng còn mấy, còn 3 em ạ, còn đủ 3. 80 dùng đứng rồi. Nhắc được một. 79 cất tiếng ché. Từ từ ăn ché con để tẹo 45 500k. Từ từ đã. Trung nồng xong rồi. 80 cái gì ạ? Trung nồng cho ăn ché. Hình dữ hoa ba. Con đấy tí giống chùm đấy. Ok Nguyễn Linh ơi. 85 dùng đứng đồng vị trí. 1 tỷ 3. 80 cái gì rồi, nó phải bật ché rồi, không nhắc nó nữa. Đất chám số danh 77 em ạ. Đây là 77 bên kia màn hình của chúng ta ở góc góc đây, góc đây. 87 dùng đường bong. Ok anh, cảm ơn em. Nói chung là tầm này thì mình cũng chưa biết được như nào cả, bởi vì mỗi một vòng đấu là một sự may mắn khác nhau. Ô 80 tiếp tục dùng đường bong. 80 lại tiếp tục gãy rỉa phong câu. 80 là hạng trực tiếp rồi. Ngoài hưởng lắm. Đứng trước mặt quân vương là không phải dạng vừa đâu, đúng không? Đấy. Từ sáng giờ rất nhiều anh em trên sân chứng kiến cũng như mọi cái. Mà quân vương đánh rất bình thường thôi, nhưng mà nó có nhiều cái điểm khác thường. Tám bảy dừng đứng dùng Dũng. Dũng có nhận thấy anh em nào bảo là mạng chán à? Vậy anh em cho mình xin mạng hơi nát à? 87 phải đầu trộn được xem nha. Để xem một kia hơi nổi. Dùng Dũng 13. Thời tiết ngày hôm nay cũng đang rất là gió. 85 lại tiếp tục dừng đứng kéo dài. 85 lại không nổi lên được. Cũng hạ. Hùng ơi, xem mạng của anh kết nối được cái này không? Kết nối vào cái này không? 9 đường ăn kéo dài. Anh em đã bỏ mạng hơi kém. Từ từ thôi. Từ từ này. Anh ngồi đây. Cứ đợi lên. Rồi mọi người cho Dũng xin bình luận nhé. Mọi người cho Dũng xin bình luận là xem là ok chưa ạ? Gãy rỉa 95. 01 gãy rỉa, 95 gãy rỉa. 85 gãy rỉa, 87. Rồi mọi người rời nai ra, mọi người rời nai ra xong vào lại mọi người nhé. 87, Dũng vừa đổi mạng rồi ạ, Dũng vừa đổi mạng rồi, mọi người rời nai ra. Đấu hết rồi. 85, 01, 95, ba chữ chim gãy rỉa, không bật ché, không bung xòe nhiều lần. Và 87, nhiều nhịp dừng đứng. Ok chưa mọi người ơi, ok chưa ạ? Không đổi trộn. 01 xuống đây.
Ô, vào top 10 rồi. Chính xác rồi. Vâng, và ba chiến binh của chúng tập trung đầu mọi người nhé. Mời anh em vào trong team mình đi. Chăm sóc team của mình nhé mọi người. Giờ quan trọng là người em gái đó. Anh em vào trong chim đi. Anh em nào chăm xong rồi thì bốc số đi, rút số ra để trên nắp lồng chim của mình. Nào vào đi, rút số ra để trên nắp lồng. Cứ để trên nắp lồng chim của mình. Rút ra, rút số ra. Tân cán bộ 50 rồi. Cái lồng này của ai đây? Lồng này của ai đây? Của Bu đâu anh? Một cái lồng kia. Một cái lồng kia. Đây rồi. Mời ra. Bắt đầu rồi. Rồi, xin mời 10 anh em top 10 vào chụp kiểu ảnh lưu niệm với cả câu lạc bộ Đông Trường. À, 10 anh em đứng vào đây. Đứng vào giữa đấy, cán bộ Tân vào giữa luôn, không ai đứng ở giữa cả đấy, đúng rồi, đứng ở trung tâm đấy. Em từ từ bình tĩnh nào, đủ chưa? Rồi, anh em cho chim của mình lên đúng vạch đen. Trước khi treo lên dặn dò kỹ lưỡng vào. Cứ bình tĩnh thôi, ra lên. Sao đúng không? Vạch đen đi chú. Đấy, đúng không? Ba mươi giây ổn định top 10. Ở top 10 có tiếng chế vàng 5 lít nhá.
anh em ở ngoài để ý ở đâu nào trẻ làm năm lúc chín làm cái này làm hết đấy làm ngay nhé. Vâng, là 1.300 anh em cho Dũng xin một tim một ai một chia sẻ anh nhá, anh em nhá. 7779 ăn hết. Đã hết thời gian rồi mình à. 79 là sát thủ đất Huế anh em nhá. Lượt 1. 77 là đất Trám và 13 à. Là Mộc Tuân Vương. Bắt đầu ấy anh em. 36 cắn chân. 69 dùng đứng cùng Dũng. 36 cắn chân lần 2. Dũng 79. Mỗi một cuộc chơi, mỗi một vòng đấu nó sẽ luôn luôn có những cảm xúc, có những niềm vui và may mắn khác nhau. Thế cho nên là trong khi mà chùm đồng cũng như là tất cả mọi yếu tố trên dàn rồi thì chúng ta cứ cứ đơn giản, bởi vì từ top 10 vào chung kết nó chỉ còn thiếu một xíu may mắn cho tất cả những chú chim thôi anh em ạ. 46 đang chậm yếu. Cho tất cả những chú chim thôi. Vậy nên là vậy đây là nó chỉ có bật chém cứu được thôi. Có gì mời đồng chí đi xuống. Dũng. À, Dũng xin đọc số báo danh từ bên tay phải sang 69610636 46 bên kia 79773313 và 57. À, chơi vui vẻ thôi anh em ơi, chơi vui vẻ thôi chứ mình cũng đâu có phải là đi để lấy giải đâu, bởi vì con chim con cò, con chim con cò không ai biết trước được điều gì cả, có thể ngày hôm nay rất tốt, ngày mai nó không ok được thì điều đó hoàn toàn là bình thường. 77 và 79 hai anh em đang bắt mặt nhau rất hay, anh em nhìn chưa? 79 và 77 hai chú chim cùng nhà đấy, rồi hai anh em xiên nhau đi, đấy. Xiên nhau đi. 69 trực bong bong. Hay quá. 69 lần 2 rồi. À, kỳ vọng của Dũng lớn nhất trận đấu này đó là 79 anh em nhé. Một chiến binh đất Huế. À, hai lồng bên ngoài là hai lồng theo tiêu chí của Hiệp hội Trà Mào miền Bắc mà hội giám khảo Hà Nội áp dụng vào, đó là để cho chim đứng biên không có đỡ thiếu mặt đấu, để cho sự công bằng với những chú chim trong ở bên trong dàn ở ngoài ngoài biên thì nó được sự công bằng như nhau. Đấy, anh em hiểu ý Dũng nói chưa ạ? Trẻ đi làm bắp lốp đi tiếp luôn. 79 và 77 đang bắt mặt nhau hay 46 9 36. Ôi Mộc Quân Vương đánh cũng rất tốt, đối diện với 36 anh em nhé. Đánh rất đẹp nhưng mà gãi rỉa nhưng không bật ché được đấy, đánh rất tốt nhưng mà chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Mộc Quân Vương có xỉa vào lông đấy là thiếu may mắn, nhưng mà trong cuộc chơi thì nó luôn luôn song hành may mắn và thiếu may mắn anh em ạ, mình phải chấp nhận cái điều đó với chú chim của mình. Mộc Quân Vương đánh rất tốt nhưng mà thiếu một chút may mắn thôi, có xỉa vào cánh. Một đội hết rồi. 69 tốt 6 hai chú chim chậm yếu. 36 cắn chi chân nhiều lần. Đừng rũ. 13 gãy rỉa không bật chặt không buông xòe. Vâng, đó là yếu tố mà giám khảo đưa ra. Chấp nhận, bởi vì cuộc chơi là mình phạm lỗi là mình phải bị bắt thôi đúng không anh em? Và trên giàn đấu là còn 5 chim à? 5 chim, 6 chim. 13 xuống à? 13 gãi rỉa không bật ché. Gãi rỉa không đúng lúc. À, không sao em ơi, anh em cầm chim đi chơi anh em sẽ hiểu mà, bởi vì là có rất nhiều anh em không đi chơi chim bao giờ, chỉ xem là anh em không hiểu được. Bởi vì trong cuộc chơi ấy, cái niềm may mắn nó là cái niềm mà cái sự may mắn nó là rất lớn cho một chú chim tham gia thi đấu đấy. Đấy. Cũng là cái gãi rỉa nhưng mà nó gãi rỉa vào lúc mà hết giờ thì đấy may mắn, nếu còn đang thi đấu thì mình chấp nhận thôi, con chim mình biết thế nào, nó là dòng lông vũ đúng không anh em. 79 và 77 đang đánh rất tốt. 79 ché con, ché vô 45-5 lít. Sắp ché rồi, 79 sắp ché rồi. Sắp ché rồi, con đây sắp ché rồi.
À, 79 này là Dũng bắt con chim này là vào chung kết là nó ché đè đối phương 5 tiếng ché liền. 57 dừng đứng bom. Một chiến sĩ. Ba ba là có vấn đề về thái độ. Nói chung là đây là tuyệt vời lắm. À, thời tiết bắt đầu mưa phùn, có mưa phùn nhẹ anh em nhé. Út sở lạnh. Đang đua về tốc độ anh em nhé, đang đua về tốc độ và thái độ của anh chim. Ba ba lại dừng. Bởi vì tầm này giám khảo sẽ so kè về thái độ cũng như tốc độ của chim rồi, chứ không còn nếu như chim không ăn nổi. Hai chú chim 57 và 33 đang kém hơn là những chú chim còn lại. 33 lại tiếp tục dừng. 33 đang đầu chân 440 em ơi. Trên giàn đấu của chúng ta còn 6 chim 610657 bên kia 77 33 79. Mộc Quân Vương thì vòng vừa rồi là thiếu may mắn là gãy xỉa nhưng không bật ché được, mặc dù đánh rất tốt nhưng không gỡ được đại điểm bởi vì tiêu chí xỉa là phải bật ché. Giám khảo có báo về là 61 và 57 quên 57 và 33 là đang yếu kém nhất dàn. Ô bố nói rồi 79 cho bố làm lít. Rồi 79 cất tích ché, sát thủ cất tích ché, sát thủ tất Huế. Lần đầu tiên Dũng đi thì chim được ăn 5 lít mọi người ơi. 79 vào chung kết nó sẽ ché tiếp cho anh em xem. Riêng 79 vào chung kết nó sẽ ché tiếp. 79 đang làm 5 lốt rồi. 57 là ok em trai chim cảnh sẽ thắng rồi. Ba chú chim bị nhắc nhở nhiều. 79 vào chung kết. Như Dũng được biết thông tin của những người anh em chăm sóc chú chim này đã vào chung kết là nó sẽ ché. Nếu mà vào chung kết mà gặp đất chám nữa thì đỉnh luôn. 2.000 anh em cho Dũng xin một team online một chia sẻ tiếp theo là trận đấu hay quá anh em ơi. 2.000 anh em cho Dũng xin một team online một chia sẻ nhé. Dũng nghĩ là vòng đấu cũng sắp kết thúc rồi và Dũng sẽ cho anh em xem không khí trên sân. Vâng, và hai team của Dũng vào chung kết 77 và 79 sát thủ và đất chám. Một con Vương thiếu may mắn gãy xỉa vòng 6 con, à vòng 8 con. Vâng, và vòng chung kết không còn chim phu anh em nhé. 79 và 77 bên kia thì rồi. Trận đấu này Dũng cảm thấy rất là hay. Hay ở cái là trận đấu ngày hôm nay trên dàn chim trên câu lạc bộ Đông Triều toàn chim mạnh. Và đến thời điểm này thì anh em biết rồi, đúng không? Đấy, thời điểm này anh em biết rồi, vé 3 triệu thì cũng đã kết thúc. Thế nhưng mà vé 2 triệu mà ở một tỉnh nẻ thì chúng à tỉnh Đông Triều thì ngày hôm nay là 30 giây ở đây chung kết là tầm này cũng rất ok rồi. Sát thủ giết đi con. Sát thủ, đúng rồi, chưa đi con. Chưa thi đấu 30 giây rồi. Thi đấu chưa anh ơi? Chưa bắt đầu. Thi đấu. Nó xòe kiểu mồi đấy, chuẩn bị. Đã hết thời gian rồi, được 3 phút của vòng chung kết bắt đầu. Rồi, giết đi các bạn sát thủ. Chế đi. Không ai để cho nào chế không chế đi cũng được. 77 là rất chám anh em nhé, 77 rất chám. Và đằng sau 77 là 79 là hai chim cùng nhà là sát thủ. Bên này là 61, bên kia là 06. Dừng đứng. Giám khảo sẽ chấm theo cả yếu tố cánh, cầu, mỏ.
Đấy, và đất chám thì có cánh anh em nhé, đất chám là chú chim đánh cánh ruồi, và 79 cũng đang đánh cũng rất tốt cùng với 06. 61 là chú chim đang bị nhắc nhở lần thứ hai và chú chim nào được nhắc nhở. Hai nghìn ba trăm anh em cho Dũng xin một team một nay nào, cho Dũng xin một team một nay ủng hộ cho chim của Dũng nhá, cũng như ủng hộ cho giải đấu và ủng hộ cho bốn chú chim toàn vào chung kết ngày nay. Chung kết rất hay, 77 lại nhập rồi, 77 rất chám, 79 chiến binh gì anh, chiến binh sát thủ mà hôm vừa rồi người anh em ở Huế ra mang ra cho Dũng tận ngày 30 Tết đấy anh em ơi, vé 2 triệu, 79 đồng, ché đi sát thủ ơi, bình tĩnh lại, ché phát làm cái nhất tuyệt đối nào. Còn một phút cuối anh em bình tĩnh nhá, anh em cứ bình tĩnh. Con 6 nó là con chim đều cầu nhất từ đầu đến cuối, mà bây giờ nó bung xòe, điểm cộng rất cao. Xé đi con. Con 6 độ hình tốt, di chuyển tốt, có mỏ và bung xòe. Con 6-1 thì nhiều điều mà con vương hạ con thứ 8, nỗi gai xỉa không mật chế. Hai cái chim còn lại thì sao? Điểm trừ. Nó bước xe nó đuổi cao mà nó bị hụt cầu luôn, 10 giây, vâng đó hết rồi, vâng hết rồi. Đấy, 06 thì ra được một nhịp cung xòe và một nhịp rớt cầu, thì cũng đang xem là kết quả cuối cùng. 79 hăng đánh quá không ché được, chỉ có dừng lại thì mới ché được thôi. Tất cả những thông tin là như vậy anh em ạ. Xem kết quả cuối cùng mọi người nhá. Nhưng mà dù sao cũng rất là vui, bởi vì hai chim mà áp vào chung kết là vui lắm rồi. Còn trong cái vòng chung kết thì nói với anh em là còn hên xui nữa. Chúng tôi cho trận chung kết là hay như sau. Chúng tôi bị nhắc nhiều về lỗi thái độ. Đó là chương trình 61 nhiều nhịp dừng đứng và cũng không xuyên suốt. Chương trình 61 ở 3, sau 3 chương trình còn lại thì chương trình 06, 79 và 77, 3 chương trình này đều không phát lợi. Nhưng xét về chỉ số phụ thì chương trình 06 cũng xoay, chương trình 06 hiểu rất cao, hiểu rõ rất cao. Nhưng 06 nhất chỉ so 2 chương trình 79 và 77, hai chương trình này thái độ rất đều, nhưng chương trình 77 rất nhiều mỏ, vượt trội mỏ so với cả chương trình 79, chương trình 79 một mỏ, chương trình 77 nhiều mỏ, chương trình 77 nhì, 79 ba, 79 là 61 đồng giải ba, 06 nhất, 77 nhì. Vâng, đó là kết quả cuối cùng mà luôn điều hành đã đưa ra, và đó là yếu tố rất chính xác, đó là yếu tố rất chính xác khi trên dàn. Thế thì Dũng cũng rất là vui khi mà nhận được giải thưởng là giải nhì và giải ba, còn cơ cấu của giải thưởng đây, cơ cấu của giải thưởng đây, một cái bùng xòe mất đi con xin mời con quay à, đúng không anh em, nghe cuộc chơi là như vậy, cuộc chơi nó luôn luôn là như thế. Bảy chín này em có bé đấy, đấy cái bùng xòe. Ok anh, đây một người anh đến từ Vân Đồn. Mời em xin mời con cháu chúng ta chim 04-54-66-40 lên sân khấu nhé. Và cái chú chim tất cả người khác đã nhận giải và đi về. Đánh được em một con nhá. 04-54-66-40 xin mời. Xin xuống nai mọi người nhá. Xin xuống nai để vào nhận giải thưởng. Xin là gửi lời cảm ơn một lần nữa đến tất cả anh em luôn luôn quan tâm, luôn là chia sẻ, luôn là dành cho Dũng tình cảm. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở một luồng phát sóng trực tiếp khác mọi người nhé. 04-54-66-40 lên đi ạ. Bắt tay.